shopzombiefifa.com, shop bán nhạc Liên Quân Free Fire giá rẻ. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nạp thẻ không chiết khấu tặng 30% giá trị thẻ nạp. Vòng quay kim cương quay lịch trúng, hòm kim cương 20k, 98% các bạn sẽ quay trúng kim cương. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với shopzombiefifa.com. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ayo, what's up bro, và chào mừng 500 anh em thiện lành đã quay trở lại với Zombie Superman nha anh em ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi với cái chế độ thiết kế bản đồ gì nữa không biết nữa. Đó, trời ơi, chiến đầu tiên what's up anh em ơi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Thì cái bản đồ này có 1, 2, 4, 5, 6 người nha anh em. Ở mỗi bên 6 người là 12 người. Đó, chế độ này là lần đầu tiên mình chơi luôn. Với chế độ này mình sẽ gặp người. Đây, mình sẽ quan sát nhỏ này. Hey. Ủa gì kìa, hey. Thăm làm lại. Không sao. Ôi trời, rồi nó cao hết cho mình hết đâu anh em. Trời ơi, con boss này mình bắn được. Đó, con này mình one shot nó được. Để mình. Đây. Đó, ghê chưa. Rồi, bộ địch chết ba, bộ tai gần như là chết hết nha anh em. Ôi, có gì nói được thiệt luôn. Từ tập trung chuyên môn mới được. Thôi cứu con này coi. Yên tâm, đã có khủng long lại đây cưng tem rồi. Đâu vậy? Ê, bơm keo đặt vô hạn không ta? Hình như là bơm keo đặt vô hạn đúng không? Rồi, chờ nó nằm chèo queo đó đi. Để số 5 cứu, mình sẽ vô trong này. Địch có 2 anh em ơi, mình cân được anh em ơi. Quá dễ luôn. Rồi, trời ơi. Ê, bơm keo vô hạn, yên tâm. Địch đâu, cái đây. Trời ơi, cái đây. Đây, trời ơi, hết sọt luôn anh em ơi. Kéo vậy là hết sọt luôn, nghe. Ê bé ơi. Ủa? Rồi. Chị queo luôn rồi. Rồi bà mình rất là chuyên nghiệp luôn nha anh em. Mới vừa nói xong chết queo chừng luôn. Rồi mày nó 80 kill luôn rồi. Nó bắn một phát 80 kill luôn. Hình như là nó tiêu diệt hết bộ mình luôn anh em. À bộ mình cứ bận đồ uy tín quá mà. Sẽ lấy AN94 mũ 2. Nãy nhỏ nó có mũ hay thiệt á. Tại sao nó lại có mũ vậy ta? Nó có tiền mua súng mà nó còn có mũ nữa chứ. Được rồi. Ê, gì vậy? Ủa? Ê, nó chạy bom kìa anh em ơi. Nhỏ này chơi với hack rồi anh em ơi. Nó chơi hack, nó chơi bung gì rồi. Chạy. Trời ơi, chơi gì kìa bạn. Trời ơi, rồi. Nó tàn sát bọn mình anh em ơi. Chơi là không được rồi. Ê, nó đang nhắm mục tiêu về mình. Quá nguy hiểm anh em ơi. Ui, nó chơi đến qua, nó chạy bom mình kìa. Rồi, lần này là mệt mấy con bộ mình rồi. Ý dạ, mình sẽ chạy lên trên kia nha anh em. Mình sẽ chạy lên trên kia để cứu tem của mình. Tem của mình đang bị dí đập quá nhiều. Trời ơi luôn. Ê, đây. Địch AFK anh em ơi. Có kill free. Rồi, tới công chuyện luôn. Quay trở lại nhà của mình mới được. Đây, cái quẻ đầu của nó. Mộng nữa. Mày chạy đi, mày chạy hộ anh, chạy đi bé ơi. Nó. What the kill anh em ơi. Ra đây. Trời. Này, ra đối đầu với anh này. Sợ chứ gì? Trời ơi, vậy mà không lên đầu ổn ha. Trời ơi. Ê, quỷ hách nè anh em ơi. Hồi nãy nó ra được, nó chọi bom mình kìa. Hồi nãy nó chạy ra được, nó chọi bom mình. Để mình sẽ kiếm cái mình tố cáo nó. Cho bay ạt mình, ôi lộn, cho bay ạt nó mới được. Rồi, mình đã tố cáo nó vì đã vì có hành động vô văn quá. Chơi gì mà chơi chạy ra chơi chọi bom nữa. Bộ mình thì nó hơi yếu anh em ơi. Ơi nó qua nữa gì kìa. Ơi nó qua nữa kìa anh em ơi. Nó cầm B40 kìa. Ôi lộn B40 chứ. Chạy đi. Tôi mà có bơm là bạn bay đầu bạn rồi nha bạn. Trời đất ơi. Nó nghĩ là nó qua đường, nó qua hoài luôn anh em ơi. Bộ mình có AFK nữa chứ. Mình sẽ chạy lên trển như cái kế hoạch hồi nãy để tiêu diệt tụi nó. Rồi, chỉ còn có 3 con bồ à. Bồ địch vẫn còn nguyên. Bộ ta bay màu. Từ mình sẽ lại gần. Để không thôi mình sẽ bị nó phát hiện vị trí. Bộ mình gục hết luôn rồi. Bộ mình chỉ còn có mình à. Lần này căng nữa rồi. Bắn được cái thằng mà bung ra ngoài thì mới an toàn anh em ơi.
Thằng đó nó bung ghê quá. Hai rồi, thua hai ván luôn. Nãy giờ chưa biết thắng là gì. Ôi, ở trâu dữ vậy? Tưởng nào không chết nữa chứ. Rồi, đứa chuột em ơi. Ra đây. Bước ra. Chợ. Nó chuẩn bị móc mình nữa rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình chạy lên trên này. Sao một mình có thể đối đầu lại tụi nó? Khi tụi nó có một thằng hách bung, nó bung ra ngoài. Mẹ mày, trời ơi, bay đầu luôn, bay mũ luôn. Còn hai đứa nữa. Còn hai đứa nữa anh em ơi. Mình kia đâu ta? Vẫn còn đứa chạy bơm bên kia kìa anh em. Vẫn còn đứa chạy bơm. Ơi, nghe tiếng súng nha. Ơi, trời ơi, đi chơi mà một không một bốn nó hụt mình kìa. Sao bộ mình không ai chiến đấu chừng có để có mình vậy? Rồi, này là không thể là cản bước được My Gaming rồi. Mình sẽ mua súng nhắm. Ok, mua súng nhắm với MB40 luôn. Cái bê bung, cái gì? MB đúng không? Cái gì? MB đúng rồi. MB40. Ghi rồi quên tên súng luôn rồi. Các bạn hãy xem mình quẩy Adop đây. Mời mày bước ra. Đây, con trai của ta. Con trai của ta. Con trời ơi, bồ nó tốt bụng ghê luôn anh rồi. Mày hả, cứu hả. Khỏi cứu mày ơi. Ra đây, bay ra. Bay ra đây nào. Đâu rồi? Có thằng địch bên kia nữa anh em ơi. Có thằng địch bên kia nữa. Chạy. Không đổi nón mà chạy nhõng hả? Gì đây? Cái gì đây? Đâu rồi? Cái nhỏ này nãy nó cầm súng thục. Ê, gì vậy? Địch tới nữa anh em ơi. Đâu rồi? Ủa? Ây da. Căng vậy? Ôi. Căng nha. Để tôi coi. Chống cự được bao lâu? Anh em, lên bước. Lên. 118 với 87. Ủa, hơn 200 máu rồi mà. Ủa sao nó không sao chưa vậy? Ủa gì kìa? Ủa nó đâu rồi? Nó biến mất rồi. Ai vậy? Nhỏ này nữa anh em ơi. Nhỏ này nữa kìa. Quỷ cái này. Nó bắn mình hoài luôn á. Được rồi, hồi ta sẽ trả thù. Nhất định là ta sẽ trả thù và ta sẽ giành được chiến thắng trong cái game này. Hay lắm không? Hay quá bồ ơi. Hay quá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giành chiến thắng lại luôn nha. Ngoại trừ là nó chen gian thì nó sẽ không thể nào mà thắng được chúng ta đâu. Đây nha. Anh là Trinh Từ. Giáp. Ok. Trời, một pha tự quỷ đến từ vị trí của bồ mình cho em. Nó chơi, nó chọi bơm. Tự chọi bơm luôn, nó tưởng nó là giống như kia siêu cấp VIP Pro nhảy ra ngoài được. Ra đây. Ra đây anh cho em biết thế nào là sức mạnh của zombie Superman. Ra đây, bay màu được. Ủa, đam kìa anh em, mình thấy không? Ui, đam này không thể cứu được luôn á. Hình như là con nhỏ áo tím á. Phải nhỏ áo tím không? Không phải hả? Không phải anh em ơi. Ủa? Nhỏ đó đúng rồi anh em ơi. Nhỏ đó đấy. Trời. Ê. Ôi. Trời ơi. Đục keo luôn. Súng còn nhiều đạn. Chạy đi con trai của ta. Chạy đi. Chạy hộ anh. Chạy hộ anh cái. Rồi bây giờ bên mình còn đây còn hai địch này mình cân được. Hai này áp cao mà. Áp cao mà bắn cũng không thấy sọt được nữa. Rồi bây giờ mình phải chiến đấu với nhỏ đó anh em ơi. Không biết còn trai hay gái nữa. Nhưng mà cái thằng chọi bơm nó vẫn chưa đứt chuột anh em ơi. Nó còn. Chắc chắn là nó. Mình sẽ đem cây này lên. Kìa nó nhảy bên kia kìa. Hả? Cái này là chiến thắng 8 ván mới thắng đúng không? Bây giờ mình mới thắng được con ván à, đợi 7 ván nữa đi. Còn mình có một khứa tóc dài nó ám ca rồi. Ra đây. Ra đây cưng. Ra đây nào, ra đây anh ơi, ra đây. Khủng long dễ nuốt lắm nè, ra đây nuốt hộ em ơi. Ra đây. Kìa. Ra đây. Ra đây nuốt anh. Ôi, hát lên em ơi. Hát kìa. Trời đất ơi. Ơi.
tự bóp. Rồi, nghe đây, nó sẽ không biết mình sẽ sau lưng nó. Ta sau lưng người đây. Làm gì đây mẹ? Rồi, làm gì đây bạn ơi? Chết đi. Nãy mình chọi bom tôi dữ lắm mà. Giờ thì chết đi. Chết thổ. Lật kèo anh em ơi. Gắn lật kèo nha. Mua bông kèo này, nó bông kèo giới hạn mà mua chi nhiều. Để coi lần này tụi nó sẽ đi đường nào. Vô đây mà 8 ván mới thắng nên nó AFK nhiều lắm anh em. Tầm khoảng 4 ván, 5 ván thắng là được rồi. Này 8 ván mới thắng mà kiểu bắn vậy không à. Ê, nó đang chơi keo, nó bỏ bạn luôn kìa anh em. Rồi. Ủa, kia đâu rồi? Đừng keo mà lòi nhỏ ra ngoài. Đừng keo mà lúc đó ra ngoài kìa anh em. Rồi, chạy rồi, sao mà dám ở lại đây? Chạy đi cưng, chạy đi. Ôi, mình chết là kết thúc tất cả đó anh em. Chơi này cũng thú vị ha. Nhưng mà phải ra chính giữa bắn nhau mới vui. Ôi, nó chạy qua hồi nào mình chỉ nhắm tâm đại thôi mà trúng nó luôn anh em ơi. Bọn mình đứng nó che hết trơn, nó đâu thấy được gì đâu. Rồi, bọn mình còn nguyên tỷ số luôn nha. Bọn mình còn nguyên nha. Hả, à, khứa tóc dài này đứng đây luôn rồi. Bọn mình còn nguyên, bọn bên kia còn 3. 3 nhưng mà 2 AFK rồi, vậy là chỉ còn có cái thằng quỷ trời bơm thôi. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bộ địch rất là ngu và AFK nhiều. Rồi, bay mà. Ơi, nó đặt bẫy mình anh em ơi. Anh em ơi. Ôi, không có thể tạo. Không có thể tạo anh em ơi. Không ngó thế ta. Trời ơi, đau ấy vậy. Ra đi, chạy đi. Trời ơi, hên là mình có mua cái chích anh em. Chạy đi bạn ơi. Nè, chạy đi. Ôi. Chạy đi. Ủa sao không chạy? Để mình cứu cái thằng quân quần đùi này lên cái anh em ơi. Còn có mình đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt rất là kìa. Rồi chết luôn rồi. Win. Mình tua nhanh cái quá trình này nha anh em. Tại vì mấy cái chân tận trước nó cũng y chang vậy à. Rồi hai bồ mà biết bắn của mình nó cũng đã tử vong luôn rồi. Nó không có đủ kiên nhẫn đi chơi hết 8 ván. Đó bây giờ bên mình chỉ còn 2 à, bên kia còn 4. Quân quần đùi này thì nó vẫn ở lại với mình nha. Đó, tuy nó không biết bắn nhưng mà nó gà thiệt. Rồi, để mình ra mình cần tụi nó bằng adup luôn là kết thúc mọi chuyện. Lần đầu chơi cái này để gặp người. Đó. Nhưng mà gặp những người không có kiên nhẫn gì trơn à. Không biết bên kia nó có AFK không. Nhưng mà không thấy nó chạy nữa. Chạy AFK hết rồi. Để cho quân nó ăn kill đi. Chưa anh một kill. Chưa anh một kill đi em ơi. Rồi xong, kết thúc nha em ơi. Chơi này cũng được á, ok á.